VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Không can không có chạy kìa, tấn công rồi kìa. Trời ơi, tấn công rồi kìa. Đội hiếu thứ hai đi giành chiến thắng. Đội hiếu thứ hai đi giành chiến thắng. Chưa làm gì nó đã té rồi. Tôi không đánh giá cao lắm. Quá khép. Thưa quý vị, đội trưởng Tự Đức rồi à. Trời ơi, cầu thủ động. Có một sự phế nhẹ đến từ vị trí của nhóm trưởng. Quản lý bật Bara, oh my god, blau blau xin chào, blau blau xin chào, xin chào xin chào xin chào. Cho quản gia hỏi là ba bên trai đã no cái bụng chưa? Nếu đã no cái bụng thì hãy khoe cái bụng đi nào. Hãy đăng đu đâu. Rồi, hiếu thứ hai đó ạ. Hiếu thứ hai đó ạ. Khoe bụng no nào. Ghiên Tuấn Kiệt nè. Ê, thôi, em đã có vợ rồi, vậy không cho em bán mình ra như vậy. Vậy không cho em bán mình ra như vậy. À, và hiện tại chúng ta đã có mặt tại hồ bơi. Và cái game vận động được mang tên là bảo vệ đội trưởng. Chúng tôi sẽ có hai cái phao. Nhiệm vụ của hai đội trưởng là nằm chiếm trệ trên cái phao. Những thành viên còn lại sẽ cầm những chiếc gậy bằng mút để bảo vệ đội trưởng của mình. Bên cạnh đó để tấn công đối phương. Chúng ta sẽ đấu luân phiên với nhau. Đội nào mà bảo vệ được đội trưởng của mình còn nằm chiếm trệ trên cái phao thì sẽ giành chiến thắng. Và chiến thắng sẽ là 100 điểm và sẽ quyết định ưu tiên lợi thế. Chọn bài hát. Phải lấy cho bằng được 100 cái điểm thưởng đấy. Bây giờ là một điểm quan trọng, anh em phải cố gắng hết sức. Cái tôi hỏi là đội trưởng bên đây đâu ạ? À, Song Lưng, sao mặt phờ phạc vậy? Em nghĩ là em sẽ giúp được cho đội, nhưng mà bây giờ em ăn hại quá. Em ăn hại quá. Em nằm trên đó em thấy em bất lực. Bất lực à? Đúng vậy. Đúng ra anh Song Lân phải là người bảo vệ các đội viên của nhóm mình. Ảnh sức lực tràn trề vậy đó mà ảnh nằm thong thả ung dung trên cái phao mà Trung không biết tại sao cái game nó lại kéo ngoe tới như vậy nữa. Hiếu thứ hai không? Em cũng có là người có sức khỏe đó. Nhờ em nằm trên đó thì không biết là em có bị ái náy hay không? Không có gì ái náy là tại vì cái nghề của em... Ủa không phải... Nằm trên phao mà em nói là cái nghề của em. Em làm cái gì mà em nằm? Lâu. À, cái thuộc tính của em là cũng rất là hay ăn nằm nhầm về, nên là cái chuyện mà em nằm là nghề của em rồi, quá giỏi. Wow. Quá giỏi. Bên đây ai đội trưởng đâu ạ? Thì bây giờ có lời nào muốn nhắn đến tất cả các thành viên của mình hay không? Đang nên hỏi là bây giờ có một thành viên đặc biệt như thế này thì bây giờ mình có thể mượn thành viên của nhóm khác vô chơi được không ạ? Không ạ. Làm được rồi. Được rồi. No. Có cơ bắp, có sức khỏe kiểu chả giúp được mấy anh ở trong team mình tí nào, kiểu cảm thấy mình vô dụng ấy. Bên mình là đội gì ạ? À? Đây là đội chấp một tay. Đội chấp một tay. Hay quá. Đội trưởng nhạt nhẽo nào. Khi mà tổ chức cái game như thế này, em thấy là mình nằm trên đó thì gọi là thích hợp với cái sự vô dụng của mình. Dạ có. Cái cảm xúc của em bây giờ như thế nào ạ? À? Em cũng vừa mới tính nói về cái chuyện mà gọi là thụ động của em, cho nên là hôm nay em sẽ phát huy cái sự thụ động của em ở trên cái phao này. Đội chúng ta đội gì?
đội thụ động viên, thụ động viên, thụ động viên. Đúng anh. Được. Cố lên nha. Dạ. Xong lớn. Dạ, đội em tên là đội Thắng thì chiêu, thua không chịu. Thắng thì chiêu, thua không chịu ha. Nít quá trời. Đội mình là đội gì? Đội trưởng sẽ là người khô nhất nên là đội chơi khô ráo rồi. Nên là đội chơi khô ráo rồi. À, hay quá. Quá tuyệt vời. Cho tôi hỏi là 30 anh trai đã sẵn sàng đi chơi trò chơi chưa? Rồi, chơi đi. Bây giờ xin mời 4 đội trưởng hãy cùng quánh sushi để bắt cặp và chúng ta bắt đầu thi. 2, 3 Như vậy là đội của Hiếu thứ hai sẽ đấu với Negip. Đội của Isaac sẽ đấu với Song Lưng. Team của Negip là team yếu thế nhất. 3/4 cái team trong số học sinh cấp 2 không? Negip học sinh tiểu học. Con Mastery học lớp 5. Rider lớp 5 luôn. Mình chắc được lên lớp 7. Ôi giời, sắp kiểu gì thôi. 3 2 Nicky là toàn chơi chiêu thôi, là cầm hai cái chân của mình sốc lên như này. Mình không làm được gì hết luôn á, mình bị gì uống nước quá. Hãy đầu xuống. Quẩn đi. Ban đầu tưởng anh em chơi vui vui thôi mà sao anh em mà gọi là chơi mà tâm huyết quá vậy, try hard quá, làm như đi đánh xếp hạng vậy. Không gian không có chạy kìa. Tấn công rồi kìa. Trời ơi. Tấn công rồi kìa. Đội Hiếu thứ hai đi giành chiến thắng. Đội Hiếu thứ hai đi giành chiến thắng. Làm gì nó đã té rồi. Tôi không đánh giá cao lắm. Quá khép. Thưa quý vị, đội trưởng tự rớt rồi à. Trời ơi, đội thủ động. Có một sự phế nhẹ đến từ vị trí của nhóm trưởng. Buổi sáng trong cái vòng đọ chân dài, đọ tốc độ thì anh ấy đã thua nhẹ đấy. Đến bây giờ thì chỉ nằm yên thôi mà anh cũng ngã. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi đấu của hai đội tiếp theo. Xin mời. Cho tôi hỏi là đội chắp một tay đã sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. 3 2 1 Ê, cái bà đó, bà có thiệt sự là bà nghiêm túc trong bất cứ thứ gì bà làm không vậy? Bây giờ sẽ là đội trưởng đấu trước. Các bạn thành viên không đấu, chỉ cổ vũ thôi. 3 2 1 bắt đầu. Ủa cái gì vậy? Bắt đầu. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Bye bye. Cái này không giống con trai. Anh trai hay cô hai?
anh trai mà nhảy xuống mà tạt nước vậy? Chơi cái trận đấu sinh tồn gì mà nhìn nó tâm lý nữ quá vậy? Chơi trò chơi nam mà yêu kiều quá. Lần này các thành viên sẽ đấu luôn nha. 3, 2, 1, bắn cầu. Thì mày rắc quá mạnh đi, có rất nhiều đô vật Mỹ. Ở cái vị trí phía trước mà để bảo vệ thì là bọn mình đã xếp là anh Tú, Eric và Captain. Còn anh Duy nữa, Tagay đã sẽ được đảm nhiệm cái vị trí là thủ ở đằng sau là để giữ chân anh Song Luân. Tú ơi, cô! Hay quá, hay quá! Ơi, hay quá anh Sinh ơi. Anh Quang Trung là một người bơi rất giỏi, cho nên là bọn mình có bàn một cái chiến lược đấy là bọn mình sẽ đánh lạc hướng đối thủ. Anh Quang Trung sẽ là người bơi luồn 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 ở phía dưới để vòng ra đằng kia, bởi vì ở phía kia cái lực lượng tấn công nó cũng đang khá là mỏng. Thì không chột cũng que, quay chung giống như là một người nhái chính hiệu vậy, lặng. Mình lúc mình quay lại thấy Quang Trung là Quang Trung đã tiếp cận được anh Isaac. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Rồi cho nên hất một cái là anh Isaac chỉ xuống thôi. Đó là cái giá là em phải trả cho Ngân nha. Thì Ngân bị anh Song Luân quất một về trên cảnh lúc mà mình cầm chân mình đâu có gì đâu mình nhắm mắt. Một lần nữa xin chúc mừng đội Hạnh Thiên Siêu Quân Hồng Chiêu. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chung kết. 3 2 1 bắt đầu. 1 bắt đầu. 1 bắt đầu. Đúng rồi. Ôi đất ơi. Mạnh mẽ lên nào. Trời ơi dễ thương quá. Nhìn như là đang mà giỡn với nhau vậy đó. Đức Phúc là vậy nè. Eric là cầm cái cây gì bằng mút anh đập mà kiểu né né còn né né gì nữa nè. Tấn cầm trời ơi, đừng quýnh kìa trời ơi. Không bẻ cổ Quang Trung. Trời ơi, trời. Không, không có xé áo bạn. Eric 1.2, xé áo, bóng cổ Vũ Thịnh. Man, Eric khỏe lắm mọi người. Dì mình, kéo mình, Eric cầm cổ mình vật lên vật xuống. Bàn tay sắt, để xem mình mạnh dữ vậy trời. Một mình Hùng Huỳnh tóm Trung với lại Đức Phúc với lại Captain. Không có xe hả bạn nha. Mi xe ơi tấn công. Mi xe ơi tấn công. Trời ơi sao ai cởi áo vậy? Cởi áo vậy? Cố lên Trường Sơn. Khi mà mọi người tấn công thì ở dưới chỉ có mỗi Tú với cả Tage, mà tới ba người quân AD này, Hư Càng với cả Vũ Thịnh ai cũng to con hết. Trời ơi, không có kéo quần Trường Sơn. Phim hai. Bên kia tấn công bên kia đi nào. Trung học ngay cái chiêu của Captain liền. Trung cũng lột áo tháo chạy. Anh Trung lột áo đúng không? Mình túm luôn. Mình túm luôn. Anh ơi, tụng luôn em rồi. Không đi được luôn rồi. Anh bị đặt kêu quá. Em thắt anh đi luôn. Hiếu nó bám bằng cả tính mạng.
Hiếu nhìn anh sông lưng. Hiếu dùng mô mà anh nhìn sức. Em cũng bích ra như thế rồi, bạn không có nhúc nhích xê dịch gì luôn. Bên kia bạn bám rất chặt các bạn ơi. Trường Sinh ơi, cố lên. Trường Sinh, Trường Sinh. Bám đây, bám đám. Không bao giờ nghĩ rằng thắng được đội anh Song Luân luôn. Hiếu thứ hai ơi, bây giờ anh phải gọi em là Hiếu đi à? Em bán dai quá. Xin mời các anh trai hãy lụm những phụ tùng ở dưới hồ bơi. Xin cảm ơn các anh trai rất là nhiều với phần chơi nhiệt tình vừa rồi à. Và đội chiến thắng thuộc về đội chơi khô rau. Các bạn là 100 điểm, xin mời Hải Đăng Đô hãy cầm dùm đội dưới ngay nha. Lắm. Ôi, Isaac rất là vui khi mà anh trai C2 set up một cái game vui như vậy. Tại vì Isaac luôn luôn mong muốn sẽ có một cái chương trình chiến đấu về âm nhạc, nhưng mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc về show thực tế, trải nghiệm. Chính nhờ như này nó tạo nên cái mối liên kết của tất cả mọi người. Phần thưởng tiếp theo là các bạn sẽ được tắm với tôi. Ai siết anh vậy? Cổ của anh bị vậy hả? Trời ơi, đánh đổi. Được ưu tiên chọn bài, tôi mới như này đó. Lúc ấy anh em mình cứ vật loạn đi nhảy lên, chẳng biết ai với ai đâu mà. Đúng là ra nếu mà em giật ở cái đầu xong lưng là ok, em giật cái chân thì bị đạp phải. Đúng rồi. Thì em ngóc đầu lên là thấy cái chân như Quang Trung nè. Có người kìa, có người kìa. Xin chào, xin chào, xin chào. Ôi, thôi đừng có mở cửa. Đi như Bảo Lâm đừng có mở cửa. Đừng có mở cửa. Ồ, có quà. Có quà. Bánh ngọt nha. Đứa này hoài của ai? Ê, màu hồng tươi ghi lắm. Mở anh đó. Ê. Chị Phu gửi lên anh à? Đúng. Vợ gửi lên. Trời ơi. Sao dễ thương quá vậy? Coi có thư. Cục chồng nhớ ăn yến nha. Nhớ uống chồng nước nhiều. Chồng quay thiệt tốt đó. Chơi vui vẻ nha anh em. Không có đánh bạn nghe chưa. Ủa? Trời ơi. Nãy giờ bị nhóm đi đánh không à? I miss you. Yêu chồng mâm hoa. Trời ơi. Cảm ơn vợ nhiều nha. Thôi mình hồi đồ ăn được không chứ ăn cơm chó no quá. Có một điều cùng chứng kiến nhá. Jin Tuấn Kiệt luôn luôn đưa Puka đi ra sân bay hay đi bất cứ đâu. Tất cả các cái giờ giấc không bao giờ để cho Puka tự đi từ sân bay về. Để ý dữ trời. Sao anh thấy được mấy khúc đó vậy? Anh biết mà. Anh làm ở sân bay hả? Anh làm ở sân bay hả? Chủ nhà xong luôn thì em gọi ra nha. Dạ không cần đâu, tại giờ vô tận phòng phục vụ mà. Kiểm tra phòng à. Em đốt cái gì vậy? Không, cái này là để cho thơm mà, tại vì là cái này là Phúc mang tới á. Thơm không? Thơm à, anh thấy ngào ngạt không ạ? Rất là thơm. Em chỉ đợi anh Phan để em ép nước ép cho anh uống. Tuyệt vời. Và sáng mai em sẽ nướng bánh mì cho anh ăn. Đứa nào vẫn không hiểu đem để làm gì ấy. Tại vì mọi người quay một phát đến 12 giờ
Mệt lắm rồi, ai lên đâu mà khách sinh tố nữa, còn làm bánh mì nữa. Tôi hy vọng rằng từ lần sau Đức Phúc sẽ đừng mang gì hết. Chúng ta cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo. Và nhiệm vụ này chúng ta sẽ liên quan đến khách mời đặc biệt. Cái gói. Lấy cái gói ra. Nhanh nhẹn nào các chàng trai ơi. Bây giờ các chàng trai hãy thò tay vào gói. Trời, em thấy hình như là có một mảnh giấy. Mình được cộng á. Gõ cửa từng phòng chúc các anh trai ngủ ngon, hoàn thành yêu cầu được cộng 200 điểm. Wow. Gõ cửa từng phòng, em gõ từng phòng ekip luôn nha. God ơi, God nói là God ưu tiên. God ưu tiên của gì vậy God? Bây giờ phải dùng đặc quyền đi. God hứa với tôi rồi, bây giờ God như này. Đây đông quá, nói chuyện sao. Em là gì? Em không hài lòng rồi, đưa đây. Không, em có chứ, em cộng 20 điểm. Chậm chậm, nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái phiếu ở trên tay. Thì bây giờ ai có nhiệm vụ thì nhanh tay lẹ chân đi làm nhiệm vụ của mình. Vừa rồi tôi tặng anh em 30 điểm, còn 20 điểm lấy làm vốn trừ mút bố. Mà chơi game nãy giờ thì không được cộng điểm nào. Chơi game không? Số thú lạ vậy đó. Đây là bộ bài muốn được đi cùng bạn trên hành trình thấu hiểu bản thân mình. Vậy là mỗi người một lá hả ta? Mỗi người một lá hả? Bạn có cảm thấy là mình đang nợ bản thân không? Trời ơi! Hồi xưa giờ anh sống hơi bị kiểu bao đồng á. Có nghĩa là ngoài nợ bản thân ra thì lúc nào cũng sẽ cảm thấy nợ người này người kia, nợ mẹ, nợ em. Mình cảm thấy mình nợ ân tình rất là nhiều những cái người mà từng giúp đỡ mình trong cái hành trình mình đi. Và anh nghĩ là bây giờ cái điều anh nợ bản thân của anh chắc là anh cần anh phải thành công một xíu, hoặc là nhiều xíu, hoặc là bự cũng được. Cảm giác là mình không có phụ những cái điều mà tất cả mọi người đã yêu thương và luôn mong muốn mình phải có được ấy. Hãy kể tên và giải thích quyết định rất khó khăn mà bạn đã phải đưa ra. Quyết định khó khăn đầu tiên mà em phải đưa ra chắc là cái khoảnh khắc mà mình sẽ theo nghệ thuật. Khi đấy em đang học lớp 12 thì gia đình em rất là cấm. Cái nghề này nếu mà may mắn ấy thì nó sẽ rất là tốt, nhưng nếu không may mắn thì nó cũng sẽ hơi khó để mà nuôi được bản thân ấy. Lúc ấy là gia đình em là tất cả mọi người ngồi trong một cái bàn tròn như này này. Mỗi người sẽ nói ra một lý do để mà em đừng theo nghệ thuật. Thế là em mới bảo vệ cái quan điểm của mình luôn. Xong bắt đầu lên cái xe ô tô về Hà Nội là em bắt đầu em òa khóc. Nhưng mà đến bây giờ thì tất cả mọi người cũng ủng hộ hết mình rồi. Nhắc lại thì nó là một cái kỷ niệm vui thôi. Nếu có thể thay đổi ngay lập tức một điều về bản thân, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì? Bạn có đang tạo ra thay đổi đó không? Mọi người coi em trình diễn hay là mọi người thấy rất là tự tin đúng không? Nhưng mà thật ra là em chỉ tự tin khi em trên sân khấu thôi. Nhưng mà khi ánh đèn sân khấu tắt một cái em đi xuống thì cái sự tự ti đó lại ùa về. Đa số sẽ bị mà nó không thường xuyên. Em thì gần như lúc em đắc xô thì em tự tin lắm. Mà lúc em ế xô thì em tự ti. Này là gọi là vật chất quyết định ý thức. Đúng, đúng. Khi mình có xô thì mình còn thấy là cũng ngon, cũng còn được. Còn lúc không có xô nó hết thời hả ta? còn đi hát được bao lâu ta? Ý là em nghĩ là nó tác động lên nghệ sĩ rất là nhiều. Nhưng mà anh có một câu hỏi muốn hỏi Hiếu. Yeah. Áp lực của một ngôi sao đương thời của em bây giờ là gì? Em rất là hay vậy là em không có nhìn nhận mình là ngôi sao. Để cho nó loại cái áp lực đó đi. Tại vì cơ bản là mình sẽ sống giống như là mình nhất có thể. Mình làm những cái điều mà mình thích thôi. Mấy anh em đây có cái sự tự ti thì hồi xưa em cũng có. Nhưng mà là tới một lúc mà mình tin vô bản thân của mình thì những cái thứ khác nó sẽ xảy ra. Luật hấp dẫn đó anh em. Đúng rồi, em nghĩ cái chuyện đó nó rất là đúng luôn. Còn nên là áp lực của em thì không có gì hết. Hiện tại là em chỉ áp lực như thế nào làm nhạc hay nhất có thể thôi. Và đặc biệt là áp lực nó mới xuất hiện ở sáng nay. Em tham gia chương trình này là không có đặt nặng cái vấn đề đạt được một cái gì đó hết. Thật sự là em rất là ít bạn ở trong giới. Nên là gặp được mấy anh em giao lưu cũng rất là hay. Nên là không muốn thắng. Cái tự nhiên sáng nay cái bắt đầu cái tự vô đội. Mình nghe cái câu là loại 6 người đó, chắc chắn không thể nào để là đội mình được. Em sẽ không cho phép bất kỳ ai bị loại.
nhưng mà loại là từ chức. Anh em mình cứ cố gắng hết sức, chuyên môn người nào có giỏi cái gì thì sẽ bung ra hết để gọi là có tiết mục hoàn thiện nhất, hoàn chỉnh chỉnh chu nhất. Team vào đồng đội, team vào team của mình. 2, 3, go, go. Nếu mà tàu chìm thì thuyền trưởng phải là cái người cuối cùng rời khỏi tàu, không thể nào mà để những cái người khác ở lại được, thì mình là cũng vậy. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha Vio Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.